cả anh em cùng đến với Tứ Ca TV. Vâng, hôm nay thì thời tiết cũng rất là lạnh, mà anh em Tứ Ca TV của chúng tôi thì sẽ chơi một trò chơi rất là ngu người, nó gọi là vòng quay tử thần. Và để đến với trò chơi này thì anh em chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một vòng quay, và trên đó thì có rất là nhiều đồ ăn và cũng chính là thử thách cho từng thành viên. Và bọn mình thì sẽ quản tù tì để chia thứ tự lần lượt của người chơi. Và ai quay dính trò chơi nào, ai quay dính đồ ăn nào thì người đó sẽ phải trải qua thử thách là ăn chính đồ ăn đó. Và nếu mà không ăn được thì người đó sẽ phải chịu một cái hình phạt bổ sung do các thành viên của trong đội đưa ra. Và anh em nhớ là phải theo dõi hết clip này của bọn mình nhá. Hãy theo dõi vòng quay tử thần của chúng tôi. Đi thôi. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ bật đầu tiên để xem thằng nào quay trước. Thì người đó sẽ phải chịu một hình phạt của những anh em còn lại. Nếu mà chú uống không hết thì sẽ chịu hình phạt của ba bạn anh. Lại thế. Sơn Tinh để ngăn đá mà. Vừa cho ra giãn đông rồi đấy. Hết xong quay tiếp. Nào hết được không? Sao không hết được? Buồn hết cả mồm rồi. Hiện nay thì ngoài trời thời không khí đang thời tiết đang là âm 10 độ C, rất là rét các bạn. Nó uống nước lạnh, à lát nữa còn có cả món kem nữa. Anh em nào mà quay chúng kem là ăn là cũng phê đấy. Xong chưa? Hết rồi anh em ạ. Chưa? Rồi, bây giờ đến lượt người tiếp theo. Vâng, bây giờ sẽ là đến lượt của anh cả. Tuấn không bao giờ sai. Bim đâu, bim. Nào, vòng quay. Quay đấy các bạn ạ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, anh Tuấn xin cho tôi lời phát biểu. Nuốt đến đâu biết đến đấy anh em ạ. Ủa chua thì ngọt mà. Ngọt lử, em vừa ăn xong ngọt lử. Phê. Bây giờ là đến lượt tôi rồi anh em ạ. Bỏ hạt cái da đi em nhớ, thì uống nước mắm đi anh uống cả hạt à. Bỏ hạt ra. Nào phù hộ cho bà Bim Bim được. Cà chua đi, nước mắm đi. Cố lên, nước mắm đi. Ơt đi, ơt đi, ơt đi, ơt đi, ơt đi. Nước mắm. Ơt đi. Ơt đi.
Vâng, là rất chi là khó ăn. Nào, đây là phần thử thách nha. Anh cố lên. Nào. Có được không? Có được không? Ăn vâng, đi. Xong rồi suy nghĩ thì Hải đã quyết định là ăn hết quả ớt. Ăn đi, cố ăn cố. Anh em cổ vũ lên. Ừ. Thời tiết ngoài trời đang là 10 độ C. Ăn hết đi. Ăn hết đi. Anh em cho chịu hình phạt. Hải đã chịu thua. Và theo luật thì là Hải sẽ phải chịu hình phạt bổ sung. Này anh em đưa ra hình phạt đi. Bố nhận rồi. Kín mắt luôn. Ớt rất là cay. Ớt nào mà ớt chả cay. Ớt không cay gọi là gì là ớt. Trời má mà ăn được cay à. Cay lắm các bạn. Chứ một phát hết luôn đi. Dạ. Thằng này nó ăn được ớt nhưng nó thích ăn được bim bim thì uống sữa tinh đâu. Cay lắm các bạn. Hết nhuận rồi. Có khi chả cay đâu, tôi không dám ăn được. Có khi nó chả cay. Cay lắm các bạn. Cay lắm mình ăn được xong. Anh ăn đi. Ăn thử nha. Ừ, tí nữa, còn bày ớt nữa. Chả cay đâu. Ngọt mà, ơn ngọt mà, ơn ngọt. Cảm ơn các bạn nhá. Ơn thể ngọt mà. Nào. Ít cay không? Ít cay. Bây giờ là, như vậy là vòng 2 nhá. Vòng 2 à? Nào, 1, 2, 3. Ơn nước mắm. Nước mắm. Thế này là nước mắm thôi. Rửa mạch luôn. Nước mắm thôi. Bim đây này. Đây không, lệch sang một tí. Ai chơi lệch thế. Lệch một tí. Nhìn thẳng này. Từ đâu. Bim. Để soi. Đây nhìn luôn cái màn hình đây. Thấy rõ luôn lệch sang đây gì. Đúng rồi, lệch thôi. Lệch. Anh nhìn cái mạch này nó chật thế. Lệch. Không. Đây nhìn hẳn này gì. Không, rửa mạch thế này. Rửa mạch. Mày lệch. Rửa mạch. Nhìn đây lệch. Đó. Được rồi, cái này quay lại đi. Quay lại. Nếu mà chơi công bằng quay lại luôn. Rồi. Mày. Nước mắm.
cho nó tí quất và cho nó thế rồi. Nguyên nước mắm lên, nguyên nước mắm lên. Phải cứt ông tay thối đấy lắm. Cho ít thôi. Mày nhìn hôm nay anh ăn cả cả ớt ăn cay hết mồm này. Cho ít thôi. Nếu mà không vượt qua được thử thách này là bây giờ bắt cởi cởi quần quay mông vậy. Thôi. Ít thôi. Rồi. Kéo nào hôm nay đi ăn bay. Nào cố lên. Cố lên. Nào, 2, 3, nào. Cho anh bị quất vào đây. Không. Mày nước mắm rồi. Mày em không nước mắm nhá. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Nhắm mắt uống mà lên nào. Chơi những người. Úi giời. Cố lên. Nào, tôi một vụ nha. Gần hết rồi. Gần hết rồi các bạn. Ta ngửi thấy mùi này mình kinh quá. Nào, cố lên. Đèn vãi cứt. Nhất chú. Uống đi, đánh em uống đi. Rồi, tất cả. Ê, đợi anh em ơi. Wow, wow, wow. Bắt được máu các bạn. Ừ, giờ ra đổi lượt chơi. Chết mẹ rồi. Và sẽ đến lượt quay của Tuấn không bao giờ say. À, anh nào, nước mắm đi. Anh em thích gì nào? Nước mắm, đó, cứ cho nước mắm đi. Bim bim hoặc là sting nhá. Đéo được đâu. Nước mắm, nước mắm, nước mắm, nước mắm. Nước mắm. Quê, quê. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Không muốn bị chịu hình phạt. Cười quá. Nước mắm, nước mắm. Cười quá. Cười quá. Không muốn bắt mắm. Cười quá. Không. Không. Ai chưa được bắt được. Uống nước mắm. Cho người nước mắm nè. Không. Người nước mắm. Sao uống được không? Nước mắm, nước mắm. Nước mắm rất thơm. Còn quay mông. Thôi mày nôn nè. Nôn. Quay mông. Vâng. Vâng. Cười quá. Nôn chưa bảo. Không muốn xin, không muốn xin, không muốn xin. Thành Thành nên đang chịu hình phạt nhé. Này, đừng uống. Không muốn xin. 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 Quên 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 quên. Không 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 không. Ai chơi đâu, không chơi đâu. Anh chưa ăn nước mắm bao giờ. Chưa ăn nước mắm bao giờ. Biết đâu hôm nay thử cho biết. Hôm nay thử cho biết. Nghe thấy chưa? Chỉ chấm bột canh thôi nha. Nước mắm nha các bạn nha. Nước mắm thật luôn nha. Nước mắm thật luôn. Mắm ông Tây nhá. Nói. Không bảo bột canh nhà. Đây là nước mắm thật luôn. Xoay vào đi. Không bao chơi điêu luôn. Không uống đi, không không uống chịu mà. Còn quay mông. Uống đi, uống đi, uống đi, uống đi. Không uống đi. Không uống đi. Không uống đi. Không uống đi. Bớt đi em. Không, không uống đi. Lúc này em thì rượu thì uống chẳng thấy 50% đâu mà. Không cho chạy, không cho chạy. Nhỏ mà bố. Đây, đây có bố. Thành nhìn uống nước mắm nhá. Không, bây giờ không cho chạy. Không, không cho chạy. Tuổi, trời ơi. Tù quân. Anh em thấy nhá. Uống nước mắm không uống được, nên chị uống phạt khác nhá. Không chơi được nhá. Không chơi được nhá. Ai chơi thế? Ôi trời ơi, thanh niên này. Em uống nước, anh phải uống nước. Không, không. Anh bảo là quất là này không uống. Không uống này, tu quần. Anh vừa bảo thế sao? Xin xin xin. Không xin xin. Tôi không hại. Tha cho anh, đừng tu quần. Lần sau, lần thứ hai mà chỉ tu quần ấy. Không có chuyện. Đâu, rồi, mỗi người khác. Nào.
Em bảo là có nước mắm là thật nôn luôn. Nào. Đây nha anh em nha. Nào. Ôi trời ơi. Nhỏ con chăn, nhỏ con chăn các bạn ạ. Nhỏ con chăn. Mẹ, con đúng mày đó. Ôi trời ơi. Mí mồm rồi à. Ôi trời ơi, mũ bảo hiểm các bạn ạ. Phải làm nó một đường dọc đúng không? Mà làm nó một đường dọc đúng không? Phải làm nó một đường dọc đúng không? Làm nhanh đấy. Nhanh nhanh hơn nhé. Nào. Ôi. Nấy đổ được mà không? Các bạn nhìn như hai lá phổi nhá. Chẳng hạn động là nước mắm đổ. Đây chờ một chiếc mới được mày rồi. Bây giờ là đến anh Hải. Rồi. Bây giờ là anh em cổ vũ để cho Hải uống nước mắm nhá. Nào. Đây nha các bạn nhá. Bắt đầu vòng chơi nhá. Nào, 1, 2, 3. Ơ đi. Nước mắm đi. Nước mắm đi. Bim anh em ơi. Bim rồi. Bim kem. Quất là quá nhẹ nhàng rồi, quất may là còn dính quất. Dính quả ớt thì nó thì mạnh, dính nữa lại ăn quả ớt nữa thì bỏ. Còn anh em mình vẫn chưa gì hay đâu. Cảm ơn anh em nha. Cảm xúc nào anh ơi? Anh cứ nói đi. Anh nói đi nhá. Nói đi. Nào. Ăn cả hột nữa, cảm xúc thế nào anh nhỉ? Cảm xúc ra là nó không chua thì tôi nghĩ. Nhưng mà chua các bạn ạ. Nuốt cả hột mà. Ừ. Nào. Nào, tính đâu. Nào. Bây giờ là đến phòng chơi của anh Tinh. Kèm nhá. Các bạn thích ạ. Nào. Kèm nhá. Nước mắm. Ơt lại ớt. Mình thích ăn ớt đấy nhở. Ớt của anh à. Ơi xong rồi. Đang ăn quả nữa à? Lại được ăn quả nữa. Ngon không anh? Ngon lắm không? Em thấy bảo là ớt ngọt lắm mà. Nhưng mà vào dạ dày nó lại rét. Này khả năng phải đi hái thêm ớt. Cứ quay những ớt thế này thì khả năng không đủ ớt đâu. Tết nó ăn quá. Đấy lắm các bạn. Ôi trời ơi. Nãy mày kiếm được 3 quả. Bỏ hạt. Không bỏ hạt. Bỏ hạt. Nó bụng dạ dày. Cày lắm các bạn. Đùa buồn cười chơi. Anh cứ tùng. Em uống nước mắm rồi, uống sữa tinh rồi nhá. Chơi. Em chẳng lỡ tí nào. Tao chịu luôn, còn quên nó uống nước mắm được. Tao chịu. Nè, chơi vậy. Hơn đấy nhá. Chơi. Hơn đấy rất cay á. Chơi thật. Chơi dính hình phạt phải chịu nhỉ. Đây là kiểu cái gì nhỉ? Kiểu gần giống nhỉ, gần marketing à đâu. Cái gì nhỉ? Kiểu uống ấy, bóc vỏ bỏ hột đi xong ăn hết rồi kia. Ăn hết quả là được. À trời thế. Bỏ hột thôi. Thôi được rồi. Bỏ hột ăn hết rồi. Bây giờ là đến lượt mình. Nào, vòng 3. Vòng 3 nhá. Đây là những thanh niên ngu người nhất. Ơ đê Bim Bim thì cái này ăn từ từ được. Bây giờ sẽ đến vòng 3 của Tuấn Không Bao Giờ Say. Nào xem lần này cho nước mắm tiếp. Lần này mà nước dính nước mắm mà không uống thì cho cởi tụt quần quay luôn. Rồi các ông các bà sẽ phù hộ cho con đừng có dính nước mắm. Vậy á. Nước mắm á. Không chơi bẩn kiểu đấy.
quay thì kem rồi kéo ra kem cái đấy tuồng tuồng chơi bẩn nhọn thôi là 1 2 3 quay bẩn bỏ tay ra nếu có dính ta quay lại vẫn đưa đấy không ai được ngon gian nhọn thôi ba à chơi em đó quay cho kinh tao uống hết xong rồi quay tiếp các bạn nhìn nhá. Thanh niên cứng nhất hệ mặt trời đây. Uống như uống cũng cam trước có cái gì đâu. Dễ uống hơn nước mắm chán. Nó các bạn nhìn mặt này. Trời ơi. Ai nhìn mặt này giống Chu Văn Giới đây này. Chu Văn Giới à? Chu Văn Giới. Ngon ghê à. Tao muốn ăn bim bim. Con lợn Chu Văn Giới này tu nhanh lên nhanh lên được rồi em quay em ăn bim bim nào chưa thằng nào quay được miếng kem nhỉ nhanh lên kem chảy hết rồi nào hết ngay anh em nhá nào bây giờ đến lượt thứ 3 của tôi các bạn nhá nào quay uầy nước mắm cổ vũ mẹ khán hết tiếng rồi. Buồn rồi, mát chứ nhỉ? 247 này, cà phê có ga khó uống quá. Thấy nước mắm nào? Răng nào anh? Ngon hơn nhọn ngồi không? Đéo nào lại có nước mắm lại còn nói như cậu lên ga. Thanh niên này gọi là trưa nay Hoàng Hải nhá. Trưa nay cơm ngon anh đặt bún mắm cơm mà. Nếu mà thấy kết anh ấy thì kết bạn nhá. Hoàng Hải nhá. Ni phơi Hoàng Hải. Nào. Rồi ôi đẹp trai. Bây giờ là đến lượt vòng 3 tinh. Nào. Ngồi luôn đấy. Ngồi luôn đấy. Nào bây giờ anh em tiếp tục. Lần này tôi chuyển chỗ xem có ớt thay, thay được cái ớt được không? Nào, quay đi, nước mắm đi. Nước mắm. Thằng ơi, em đi mày. Tối mày chắc bụng dạ dày cấp cứu quá. Nước em mày. Anh chỉ ăn ớt với quất thôi. Các bạn ạ. Tóm lại là toàn chua mới cay, chua cay về hết tinh à? Chua cay về hết rồi. Mình chỉ có nước ngọt thôi. Sướng mà phê hạng dính hai chai bún bẩn nó thì chết đấy. Ui, bây giờ lại đến nước em nhỉ? Đúng, vẫn chủ đấy. Xong rồi các bạn nhá. Vâng, nào, quay thứ tư. Đến thanh niên. Quay thứ tư của thanh niên quyết còi. Bắt đầu. Từ từ, Nước mắm lên. Em lại lấy sơ tinh uống nhiều mắm. Làm ăn nước mắm lên. 1, 2, 3, quay ra. Nước mắm lên. Tí phải quay dính quả không? Ăn thử. Ăn bỏ hộp đi không về bụng dạ dày anh em lại cấp cứu mất công. Qua cái miệng rồi nay lại miệng giả về. Ăn hết nhá. Sợ. Trong cái này không ớt ngọt mà. À. Bây giờ là đến lượt anh Tuấn nhá. Đây hai hai. Đây là Chu Văn Giới. Ai kem này. Kem à. Ớt đi ớt đi ớt đi ớt đi. Nhỏ nó đi. Ớt đi ớt đi. Sơ tinh rồi. Mày thế. Ôi mẹ uống mẹ.
Cho đi. Ôi giời. Không uống được thì uống nước mắm đi. Không uống được. Cố các bạn. Uống được. Vâng, chúng tôi chỉ có chuẩn bị có 4 chai sting thôi. Nên là món sting đã hết rồi. Thì bây giờ nếu mà anh quay đến sting thì chọn. Quay tiếp cho nữa. Cho đến quả cà chua anh em ạ. Cho cà chua đây. Nó quá. Xuống. Nhìn giống chú bất giới vậy đấy. Chú bất giới. Chú bất giới. Đừng có phun ra anh em nhá. Thái lòng. Giống hết con chú bất giới luôn, không khác gì nào. Đấy. À, uống đây. Thanh niên được mặt này. Cái này. Cái quay cả nhà. Cái này. Cái này. Cái này. Cái này. Đấy nha. Hai thằng người đấy. Chú bất giới. Chú bất giới hút như cầm cháu lơ. Biết thế mà ăn ớt. Thấy mà nó ăn ớt ngọt thế mà. Bình tĩnh đằng nào chẳng hết mà bình tĩnh uống như kiểu uống cháo đất ra uống thẳng luôn thì không nghe còn chú bắt giới uống đi sắp hết rồi uống đi chú bắt giới uống khỏe lắm để hút anh hút như kiểu cháo lợn mà vâng đây là một trong đầu ngu nhất tôi từng chơi các bạn không đeo luôn đeo rồi nhá. Mày, tại vì ai đầu tiên ơi cho này nhá Tuấn này em bụng à uống nốt đi đi bây giờ là quay bây giờ đến cái đoạn này là tụ quần đấy đến cái đoạn sờ tinh này không uống tụ quần vâng mà không nói nên lời cố lên nào nhanh lên người khác còn chơi uống đi người khác còn chơi nữa phát này sẽ cho anh nổi tiếng nhất quả đất luôn tối nay sẽ được lên là Facebook này tối nay sẽ được lên sóng kênh Tứ Ca TV anh sẽ được nổi tiếng nhất Facebook đêm nay cho anh rồi ha bây giờ cho anh báo luôn quá à bây giờ đến lượt em nhở cho đéo ngủ nữa không ngồi xuống đại đời mẹ rồi nào tớ bụng thôi đây nha các bạn nha Thành ngồi xuống nào anh em ngồi xuống đi chơi đâu dám giật mày mày quay lắm ấy giật anh từ hôm nay không ai được ăn kem nhở đi lượt anh Thải à cứ tưởng đi lượt em nhỉ biết tại sao không ai được ăn kem vì cái này nó quay bị làm lệch quá đấy quay đi quay những kem rồi trời ơi quay những kem rồi quay đi quay đi không nào chơi đi nào hai ba nhỏ đồi đi. Không nước mắm đi, nước mắm. Kẹp. Cà chua. Cà chua các bạn nha. Cà chua sống. Cà chua sống nha. Phải ăn hết nha. Phải ăn hết các bạn nha. Cà chua. Ăn cà chua sống là một món rất bổ các bạn ạ. Rất tốt các bạn như để xem thanh niên Hải sẽ ăn cà chua. Tôi chưa ăn cà chua sống bao giờ. À, ăn đi, cố ăn đi anh ạ. Quả này có sâu. Không sâu. Quả này có sâu. Sâu ăn quả khác luôn. Sâu. Quả này. Quả này xanh. Không ăn được, ai quả này không ăn được. Trời bẩn. Này, ăn rồi. Sâu ăn hết. Sẽ phải ăn một trong hai quả đó. Tay thì đang nhọ mà nó cũng bắt ăn này. Tay ai chẳng nhọ. Ăn đi. Được không hay là lại bôi nhọ nồi đây. Không, bây giờ chơi tụt quần, chơi tụt quần. Uống nước mắm. Thôi không tụt quần. Chống nước mắm ngay nó ăn nó có vị. Đây. Chấm nước mắm nha. Rồi. Chấm nước mắm. Một là ăn hai cái, một là ăn cà chua hai uống nước mắm. Ôi nhập, ôi thanh niên này, thanh niên này. Ôi. Ngọt đâu anh? Ngọt quá. Ngọt quá. Cảm giác nào anh ơi? Anh phát biểu cảm nghĩ của mình. Phát biểu cảm nghĩ cho mọi người nghe. Ngon mà. Các đồ ăn mày cũng bảo nghĩ 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 ngon rồi như quả trứng gà nhở như ăn trứng gà sống quá cố lên sao hết rồi ngon mà ngọt lều lều thì em bảo ăn cà chua ngọt như đường chưa bắt giờ vẫn còn tức bụng à trời ơi sau đây là đến lượt này ăn hết quả này lại lượt anh tích rồi bỏ nữa nhá bỏ đi
Vương anh thấy trò này vui không? Tuyệt vời. Rồi nào. Tuyệt vời luôn nhỉ. Bây giờ tiếp tục đi. Bây giờ là đến lượt anh này nhá. Tính nào. Bắt đầu bim nha các bạn nhá. Bim nhá. Lúc này ăn hai quả ớt với một quả. Ui, nước mắm. Nước mắm. Bim. Nước mắm. Bim. Rồi. Mày không đổi bát khác anh à? Không. Không. Chưa uống. Đổi bát khác. Đổi rồi. Đổ ở kia. Đổ ở kia. Anh mới đổ ở kia. Bây giờ là đến lượt anh Tinh uống nước mắm nhá. Rót nhiều mày. Rót uống bao nhiêu? Uống lên. Hết đi. Lúc nãy em uống được là hết đi. Ngon không? Ngon. Tao uống nước mắm tao uống cả chai. Tí nữa em quay đến em mặt lắm các bạn. Tui mùi thối mẹ. Thối gì thối ngọt luôn đấy. Ngửi ra đấy nguy cục. Trời ơi. Còn tí hút nữa đi. Rồi. Còn tí hút nữa. Đằng nào uống rồi mà. Rồi ơi. Rồi bác cho anh em thấy nào. Anh em thấy nha. Tù hết rồi. Đấy. Bây giờ là ngọt lắm các bạn. Lượt mày đấy. Ôi trời ơi. Lại đến lượt em rồi. Mày cho dưới nước mắm nốt đi. Thôi. Em cho ăn kem nha. Kem kiểu gì nó ngược lại nước mắm. Kem đây nha các bạn nha. Thì nó sẽ ăn kem hút. Kem hút. Sao tinh đi. Để từ mẹ kem chảy hết rồi. Nào đề nghị chị quyết không được gần mò. Đằng nào mày trả dính nước mắm. Nước mắm. Cà chua. Cà đâu kem. Cà chua rồi. Lại cà chua. Quay lại. Số không được ăn rồi. Sting là gì nhỉ? Thôi. Sting hả? Sting mày chỉ có chết. Quay đấy. Hết Sting rồi. Hết Sting rồi. Bây giờ kem. Nước mắm. Kem. Gì đây? Ý. Mày là người. Hết cái này của mày. Em xin thua. Như vậy là sau 4 vòng thi đấu thì đã có một thằng bỏ cuộc rồi anh em ạ. Và hiện tại thì còn chiến trường còn lại thì anh em chúng tôi sẽ xử lý nốt. Còn kem bim bim đây anh em tôi chén nốt. Kệ cho thằng kia bỏ cuộc. Và nước mắm với ớt thì anh em tôi cất thôi. Các bạn theo dõi clip này hãy like, share và chia sẻ kênh của anh em chúng tôi. Nếu mà thấy có ý tưởng nào hay thì hãy bình luận phía dưới để anh em chúng tôi thực hiện các ý tưởng của các bạn.